Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn nha. Cập nhật sơ cho anh chị và các bạn một số con mới về thôi. Tại vì hiện tại đang dịch thì chưa có chính thức mở cửa. Nhưng mà ấy là mình xe mới về thì mình sẽ cập sơ, nhặt sơ. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình chịu khó mình liên hệ mình mua nha. Có thể là mua qua ship xe ở đâu, ship xe toàn quốc. Nên, những con còn mình chỉ quay những con mới về thôi, tại vì dịch đóng cửa nhưng mà xe thì vẫn nhập về liên tục. Các bạn nào mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0923 71 và 48 hoặc 0933 số 2 4 số 6, cuối cùng là số 1 nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật sơ cho anh chị và các bạn nha, một số dòng thôi. Rồi con Nu, đây là con Nu 6. Nó 5 hả? Nó 5, biển số 59, hiện tại con này giá nhiêu ta? 12 triệu 9 nha mọi người. Nó 5, 12 triệu 900. Rồi, tiếp tục là con Ad. Con này mới về cũng chưa update giá luôn. Để mình quay một số con nào mới update giá nữa. Rồi, con này là 11 triệu 9 luôn, 12 triệu 9 nha. 12 triệu 9 luôn. Con bên này thì biển số 68/2017, con này là 27 triệu này. Con này Ad 150. Đó. Rồi. Con này Ad màu đen nhám nè mọi người. Con này thì biển số 38/2018 là 28 triệu 9 nha. Màu đen nhám. Con bên này thì phiên bản bình minh 33 triệu 9 nha mọi người. Đó, màu xám. Đời mới nha mọi người, biển số 60 đó. Con bên này mà một mẫu mới nữa này mọi người. Con này biển số 83/2019 là 33 triệu 9. Rồi. Viên nế thì hiện tại còn 1 2 3 con. Ba con này biển số 71/2019 là 33 triệu 9 nè. Con bên là biển số 93 cũng là 2019. 2020 cũng là 33 triệu 9 luôn. Và con này biển số 69/2019 là 34 triệu 9 luôn. Đó. Rồi, ngoài ra siêu rút nè mọi người, biển số 69 này. 9 triệu 9 nha mọi người. Đó, siêu rút. Anh em nào mình muốn mua thì mình cứ tranh thủ á. Đầy đủ các dòng xe cả, mình quay sơ cho anh chị và các bạn ha. Một số con mới về. Đây, con này bên này cũng là Nu 5 này, biển số 70 này, 2012. Con này là 13 triệu 9 nha mọi người. Tiền nào của nó nha mọi người. Rồi, về Vinner V1, bữa nay còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. 6 con này biển số 61/2017 là 27 triệu 9 nè. Con bên này là 2017 cũng là 27 triệu 9 luôn. Con bên này biển số 83/2019 là 29 triệu 9 nha mọi người. Và con bên này biển số 67/2017 là 28 triệu 900. Ngoài ra thì con này biển số 86/2017 là 27 triệu 900. Con bên này thì biển số 63/2019 là 29 triệu 900. Tại vì chưa có chính thức mở mọi người. Nên nó hơi chật một tí. Mình chỉ đọc giá lướt lướt cho anh chị và các bạn thôi. Các bạn nào mua thì mình cứ alo qua số điện thoại là 0923 71 và 48. Có hỗ trợ ship xe toàn quốc mọi người. Cái này biển số 67 nữa nè. 2017 cũng là 27 triệu 900. Ngoài ra thì bên này thì biển số 59/2018 là 28 triệu 9 nè. Còn đối với cái dòng Vario 150 hiện tại đồng giá là 45 triệu 9. 45 triệu 9 nha mọi người. Rồi, Ad tiếp này mọi người. Con này thì Ad con này biển số 70/2016. Con này là 27 triệu 900. Con bên này là 28 triệu 9 nha. 28 triệu 9.
Con bên này thì mở kinh này mọi người, con này biển số 65/2018 là 32.900.000. Con bên này là biển số 95/2017 là 34.900.000 nha mọi người. Con này biển số 93/2018 là 28.900.000 luôn. Chỉ nhiều. Còn AB đầu bò như thế này á thì 2012 là 15.900.000 đó mọi người. 15.900.000. Rồi. Sonic nha mọi người. Sonic màu trắng đỏ giá nhiêu anh? 45.900.000 à. Anh ấy. Mày giá nhiêu? Con đấy là 45.900.000. 45.900.000. Trắng đỏ nha mọi người. Rất đẹp. Ngoài ra thì Sonic con này thì biển số 62/2019 là 43.900.000. Và con bên này biển số 59/2019 là 43.900.000 luôn. Đó. Bên này thì Sonic màu cam 2019 là 39.900.000 luôn mọi người. Bên này thì biển số 62/2020 là 42.900.000. Đó. Con bên này cũng là màu đỏ đen, biển số 83/2019 là 43.900.000 nha. Con bên này biển số 83 luôn, 2020 là 42.900.000. Đó. À, con này có bên này có con Raider Sanker. Con này giá nhiêu anh? 22.900.000 luôn. Đợt này xe về nhiều, đang cập nhật giá lại cho mọi người. Quá trời luôn. Biển đẹp luôn à. Đồng Tháp. 567. Rồi. Ngoài ra thì AB. AB con này 2016 là 27.900.000 nha. Có gì anh chị và các bạn nào khi mà mình muốn xem chi tiết á, mình cứ alo cho anh Thắng nha. Anh Thắng sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn nha. Bên này thì biển số 59/2016 là 28.900.000. Còn Bigo Diago con này là 28. Hồ sơ có sẵn là 44.900.000 nha mọi người. Còn SH như thế này thì SH này thì giá là biển số 59 là 2014 là 58.900.000 nè. 58.900.000 nha mọi người. Mới vừa update giá con này mới về. 58.900.000. Năm 8.900.000 nha mọi người. Chưa bấm giá lại. Rồi. Con bên này 2014 này 58.900.000 luôn nè. Con này thì 59.900.000, biển số 92. Đó. Mấy con này là được bao hồ sơ hết nên anh chị và các bạn mình cứ yên tâm. Rồi còn mấy con nữa mình quay luôn nốt cho anh chị và các bạn nha. Con này thì biển số 83/2014 là 61.900.000 nè. Con bên này thì biển số 65/2015 là 59.900.000. Và con bên này thì số 48/2018 là 81.900.000. Con kia thì giảm còn 46.000.000 này mọi người, con SH ý á. Còn con BX này giá nhiêu tháng? Đấy là 34.900.000. Đó thì mình lướt sơ thôi, tại vì có nhiều con về mà chưa có giá, chưa có update giá xong mọi người. Thì quay sơ sơ cho anh chị và các bạn tham khảo. Các bạn nào mua thì mình cứ alo qua số điện thoại là 0923714 và 48 á. Hoặc 0936246 cuối cùng là số 1. Mình sẽ update cho anh chị và các bạn ha. Hoặc là các bạn alo qua đó để mà anh Thắng quay chi tiết nha. Rồi thì ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.